Hey, chào mọi người, mình là Hiếu Điền Trở. Hôm nay mình sẽ giải thích cho các bạn biết cái cách mà để điều khiển một cái tủ sấy thế nào là điều khiển nhiệt độ nha. Điều khiển nhiệt độ, đây, điều khiển nhiệt độ thì mình có một cái đồng hồ nhiệt để giám sát nhiệt độ. Cái này mục đích của nó là khi mình cài đặt tới nhiệt độ nhất định, thì cái tác động của đồng hồ nó sẽ đóng ngắt một số thiết bị đóng ngắt. Đây, thiết bị đóng ngắt đó thì nó có gồm nhiều loại, như là có thể là khởi động từ, có thể là SSR, tùy vào cái nguồn kinh phí của mình để mình đầu tư. Rồi thì trong cái tủ điện điều khiển nhiệt độ của bên mình cung cấp thì nó, đây là cái tủ điện nhiệt độ 3 pha nha. 3 pha 9 kW mình đang cung cấp cho khách ở tại Đồng Nai. Trên này thì có cái điều khiển nhiệt độ này. Này khoảng là điều khiển thời gian. Cái này là thời gian mình muốn sấy bao nhiêu phút, bao nhiêu giờ, nó sẽ tự động tắt hết toàn bộ cái hệ thống này. Thì đây có một cái nút mở này, mà một nút tắt này, rồi cái nút emit stop. Thì này, emit stop khi mà mình nhấn vào là nó tắt nha, còn khi mình mở ra thì mình xoay theo chiều cái chiều mũi tên. Rồi thì nó sẽ hoạt động như thế nào? Đây á, là ba cái bóng đèn pha để báo về điện lưới, pha 1, pha 2, pha 3. Thì có một số nơi thì là STR, nói chung là mình làm sao cho nó dễ hiểu nhất. Đồng hồ nhiệt, đây đồng hồ điều khiển nhiệt độ, nghĩa là đồng hồ nhiệt để giám sát nhiệt độ ở một định mức mình cài đặt nha. Thời gian là xác định thời gian sấy và sẽ tự động tắt khi đủ cái thời gian sấy. Đó là công năng của từng cái. Thì cái bộ điều khiển nhiệt độ này á, thì mình xài cái với cái mã là dòng CH 70702 nha. Đây, dòng CH 702 bên mình cung cấp. Đây, bên mình cung cấp thì cái CH 702 thì cái nhiệt độ từ 0 tới 400 độ C, và cái ngõ ra của nó là relay và SSR. Cái can mặc định của nó là can K. Rồi. Thì trên này mình cũng sẵn mình giới thiệu luôn cái sơ đồ đấu nối của cái CH 702 luôn nha. Đây. Đây, cái này đây các bạn nhìn kỹ nha. Đâu rồi, nó ngược rồi. Đây, bạn coi nha. Đó, 1 2. 1 2 là nguồn nè. Nếu mà các bạn ra cái ngõ SDR thì dễ lắm. 5 cộng 6 trừ này, ngõ ra SDR này. Còn ngõ ra relay thì mình sẽ lấy một điểm chung ở trên 1 2 này xuống nè. Qua 8 nè, ra 7 nè. Là ok nha. Rồi cái ngõ ra của cái sensor nhiệt này, dây dò nhiệt này, không các bạn thấy không? Đây là 17 18 này. Nếu mà canh ca thì các bạn đầu cốt xanh này vào 18 này. Đầu cốt đỏ là vào 17 này. Đó là cái mình sử dụng thiết bị như vậy. Đây, mình cung cấp nha. Các bạn nào có nhu cầu mua hàng thì mình sẽ để cái link Shopee hoặc là Lazada dưới cái kênh của mình nè. Dưới phần mô tả thì các bạn nhấn vào đó mà mua cũng được, hoặc liên hệ trực tiếp của mình với số điện thoại là 0979 204 378. Rồi, còn cái timer này, timer thì mình sẽ xài cái dòng DH 48S gạch 2Z nha. S gạch 2Z thì nó tắt luôn nha, nó không có đảo nha. S gạch S thì nó đảo. Cái này nó có tới 99 giờ. Có dây luôn. Đây, thì cái timer này bên mình cũng cung cấp luôn nha. Đây, 48S gạch 2Z nè. Cái nguồn là timer thì nó chuẩn rồi, 27. Còn 1314, 8586 là thường hở và thường đóng. Cái này ai cũng biết nha. Đây. Tới giờ này không? 99 giờ. Bạn thấy không? 99 giờ này. Ok, đó là những cái thiết bị. Mình giới thiệu sơ về thiết bị. Còn ở phía bên trong thì nó gồm những cái gì?
Nên mình quay xa để cho nó dễ nha, dễ nhìn nha. Đây, đây là CB. Để tránh là cái trường hợp là quá tải này, ngăn mạch này, để bảo vệ và tắt mở. Đây. CB 3 pha thì các bạn sẽ về đấu vào dây 3 dây lửa này, dây 1, dây 2, dây 3 này, không? Còn cái dây dây nguội á thì mình đấu vô cái dây này. Cái này mình mượn tiếp điểm mình đấu cho nó an toàn thôi nha. Còn ở đây có một cái quạt gió này. Khi mình khởi động cái tủ điện á thì cái quạt gió này nó sẽ chạy. Quạt gió nó sẽ chạy nè. Còn bên này là điện trở nè, ba cái dây quạt gió 3 pha đầu vô đưa vô đây và ba cái dây điện trở đưa vô đây. Và cái đây là cái dây cảm biến nhiệt. Cảm biến nhiệt là cái dây này là có mục đích của nó là nó giám sát cái nhiệt độ và nó cảm nhận được cái nhiệt độ đó ở đó là bao nhiêu để mà tác động lên cái bộ phận đóng ngắt là cái này. Các ông từ nó đóng ngắt, nếu mà đủ nhiệt độ thì nó sẽ ngắt và thiếu nhiệt thì nó sẽ cấp lại. Tùy vào cái chế độ mình cài đặt trên đồng hồ nữa, chút xíu mình sẽ hướng dẫn sơ bộ về cái cách mà mình sẽ cài đặt trên đồng hồ nha. Đó thì đó là cái mà nhiệm vụ của một cái tủ điện điều khiển nhiệt nó làm. Và các bạn có yêu cầu gì thêm, tắt mở gì thêm thì cứ nói bên mình xem, mình sẽ lắp theo yêu cầu nha. Rồi bây giờ mình thử đi. Mình bật CB nha, cắm nguồn nha. Đây, do là cái dây mà mình mượn điều khiển á, là cái dây ở dây này nên là mình mở luôn. Rồi ok, các bạn thấy không, đèn đỏ nè. Rồi các bạn chạy nè. Trước khi chạy là mình cài đặt cái thời gian nha. Bây giờ mình đang cho chạy là 5 phút hay là thôi mình cho chạy nó 1 phút để cho nó dễ hình dung nha. 2 phút đi. 2 phút cho nó dễ hình dung nha. Rồi, mình nhấn nè, chạy nè. Rồi nó sẽ bắt đầu tính thời gian. Đó, nhiệt độ 400 độ này. Ra, đây là cái nhiệt độ SV. SV là nhiệt độ cài đặt. Còn 29 độ là nhiệt độ môi trường, nhiệt độ hiển thị nha. Bây giờ các bạn muốn cài 100 mình sấy thì nó thường thường khoảng chừng 80 độ thôi. Mình nhấn set này. Nhấn set nó nhấp nháy thì bắt đầu mình di chuyển con số. Rồi mình nhấn xuống. Rồi mình nhấn set này. Rồi mình nhấn xuống đi. Xài khoảng chừng 80 độ đi. Cái này bắt không kịp. 80 độ rồi, mình nhấn set lại. Rồi xong. Đây là bắt đầu nó cái cảm biến nhiệt này, nó sẽ nhận định là 29 độ, nhiệt đang còn thiếu này. Nó sẽ đóng cho điện trở chạy nha. Cái điện trở chạy xong á, đây các bạn thấy nè, điện trở chạy nha, cho là điện trở chạy đi. Rồi ok, mình tăng nhiệt độ cái điện trở lên nè. Rồi thì cái này là do mình đốt bằng cái bật lửa nên là cái nhiệt độ nó hơi cao mà hơi nhanh nha. Cái này là giả thuyết thôi. Khi đây thì đủ nhiệt độ thì cái thơm từ nó ngắt, nó nhả ra để duy trì cái nhiệt độ ở một cái nhiệt độ nhất định. Đó. Thiếu nhiệt nó sẽ cung cấp thì nó sẽ duy trì ở cái nhiệt độ là 80 độ C. Ngay cái nhiệt độ mình mong muốn nha. Đó là cái chức năng của một cái tủ sấy, nó là như vậy. Còn rồi cái thời gian đếm này không, các bạn thấy không, đủ 2 phút thì nó sẽ tự động tắt, tắt mất rồi. Đó là nguyên lý của cái tủ điện sấy mà bên mình cung cấp cho khách, nó là như vậy. Thì bác nào mà muốn có nhu cầu á, thì cứ liên hệ mình qua số điện thoại là 0979 204 378. Rồi tất cả cái chức năng của nó là như vậy đó. Thì còn các bạn muốn mà tham khảo thêm những cái cài đặt của cái đồng hồ CH702 này thì mình sẽ có một cái kênh đó. Cái bài là gì ta, hướng dẫn cài đặt CH702 nha. Cái đó nó sẽ cụ thể hơn khi các bạn cài đặt trên cái đồng hồ này theo cái ý mong muốn của mình. Rồi cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi, nhớ nhấn like và subscribe kênh của mình nha. Rồi hẹn các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào, hẹn gặp lại.